Xin chào Nhật, xin chào cả nhà. Em có con máy lọc khí Panasonic ngon bột rẻ phục vụ các bác đấy ạ. Một con VC55XK. Con này em tháo luôn sẵn màng ra, màng than thay mới các bác nhé. Màng than thay mới tinh này, màng HEPA thay mới này, vẫn khỏe nguyên ni lông luôn. Tiện tháo ra là quay luôn ạ. Hai bộ màng này mới tinh. Chiếc này em bán là 1,6 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Giá quá rẻ luôn, dọn kho còn gì bán nốt cho các bác luôn. VC55XK, máy đã đấu biến áp điện 220V rồi ạ, 220V rồi các bác nhé. Cảm biến ánh sáng đầy đủ tính năng đây, các thứ đầy đủ các bác. Khóa trẻ em, bù ẩm, bù ẩm, màng cho ẩm rất mới này. Chiếc này thì phù hợp cho phòng khoảng 30m² đổ lại ạ. Giá 1,6 triệu, chưa phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu các bác alo nhé. Chào các bác.